Thằng chắc một tát hai ta là rồi tắt lên. Ôi dồi, cái bật nó bật bật nó phụt hút hết rồi à? À, có thằng trên này thế này hết nhà để cho nó hay quá anh đừng này gì gì nổi em đứng sao nè trung khí mà trung khí gấu yếu nè đau cái chịu nổi rồi nó bị ôm nó đâu chạy vòng vòng mà không biết ôm nó phải gì được phải gì không chạy được này, người yêu vắng đây đang đánh tôi này anh em ơi anh đang đập đi anh đập đi anh đang đập tà đang đi đánh lạc lùi đang đánh ở đâu nhất xe là anh đang đứng chỗ nào tập trung hết vào đây anh máy thì lên tí ôm thì lên tí ôm thằng Ngọc Hiền kìa Ngọc Hiền anh ơi Ngọc Hiền hát xã không kìa thằng Văn nó đi đâu đấy bắn tập trung vào đây này tôi đang đứng ở ông chỗ ông bái đây này đúng rồi ôm đi anh bình lên phù ở đây nha tập trung vào đây rồi vào hơn nha hết nhạc công về thì đây các em đang lùa bãi thịt lên 1 tỷ anh ra bên ngoài bãi anh bãi thịt lên cái tôi cứu nó sớm nha rồi đấy anh đây em đứng sau đây ui mẹ đoàn cho nhau thì mấy đoàn cho nhau thì em hà nó ôm chết luôn đấy xong rồi rồi đấy ôm lão ôm này luôn đi Giang ơi ôm một tên ôm chứ thằng nào ôm chứ ôm luôn kéo anh phù ở bên đấy nói chung bên đấy mà đánh 2-3 người không đánh nổi này Ngọc Hiền kìa em bắn ôm Ngọc Hiền sao kìa à để đánh em không còn ăn đâu ui dù còn đánh như kia đi quá phải quá hay đánh bên nó giáp sĩ bên nó đạo sĩ nó không cover được cho giáp sĩ thì thành ra là thiên tội bị gì chạy mà đâu có vô được đâu chứ dạ là có gì được chư thần này chết ở đây luôn bịt mẹ mà chuyện béo này dậy đi con chó này dậy bộ bố mày cái dậy đúng rồi Hải Văn ơi hay quá em ơi em cứ đứng ôm chân chết mẹ con chó đây luôn khỏi yêu chạy thua rồi nó đang chạy như này này anh đang đuổi nó này thì gì ừ. Chạy theo anh như này nó chạy nó chỗ này vua này ôi chết họ sư cháo đại phu này ui giời ơi mẹ ba bốn thằng ninh bịt với chỗ này nó vụt ảnh như này chịu xong nó nhiệt sao mà đáo nổi anh nói là cầm phiêu miểu dậm cũng khét quá nha nói chung là đạo sĩ mà đánh mới sắc sĩ anh cầm như anh Linh đánh thì quá khét rồi ờ luôn quá còn anh thả chua thì đúng rồi đúng rồi anh thả chùa nó khác bọt thật không thể nổi cũng đâu rồi luôn cái phu bên làm chó này Ngọc Hiền để xem sao ra anh quay lại cái video đi mai đang nhìn YouTube đây quay để chỗ này bãi đang quay gì em về hình như ông bái quay hay gì đó mẹ đánh chết mẹ thằng Ram chó ngao ơi cho nó hết ôm đây cho nó lại chạy con bi bi nói chung là chua đấy mà đấu nhất xóm lao ôm luôn bây giờ ngoài xã chứ em đứng kế bên anh bái rồi em thì chỉ xem giờ này xem anh em đánh nhìn nó đã mắt rồi chứ còn tối thì nhờ được khúc này đúng không anh bái dậm khét quá anh ơi nói chung là bên này bên S2 đánh nhau vui quá đúng rồi giữa quốc hay lắm đúng rồi đúng bắn đừng nào với anh đúng rồi hay quá bắn ơi bắn khỏe tốt anh Linh lợi phụ anh bái cái ai ok hai giáp sĩ nôm này ok hết vị như mấy mà okay. Nếu chung con hạt bên nói chung con hạc Dương Quốc nói chung con hạc Dương Quốc ra đi em bắt cùng em ra phù cái thằng bắn ở ngoài rồi đi anh với bảy với tam nguyệt được đây rồi em ra phù với bắn được ngay đây này đó cần gì anh đi đi không tập này anh đi lên nó dậy được không dậy được anh đi đi bảo nó đi đấy anh đi đánh ok bắn đây đi theo em đánh Ngọc Hiền này để không cho cà phê ngoài đúng rồi cũng kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết còn gì nữa này.
Rồi, thời sự tập cuối. Thế sao lại thời sự tập cuối thì chúng ta mới hết thời sự à? Đánh cho bọn nó hết thời sự luôn chứ còn gì nữa thì... Hết phim. Hết phim à? Đâu, vẫn đang còn phim, phim ở phía dưới bạn ơi. Về phía dưới, phía dưới đại phô bên đây. Đây, đây, đang ôm gấu à. Gấu với Ari Đà Lạt đây. Cảo sĩ ra, cả chùa kìa, cảo sĩ dưới kìa, Đâu, để đấy, anh nhìn cover rồi đó. Đà Lạt về lại hết nhạc con về à? Em ơi hết nhạc con về, mà lúc này chưa hết nhạc nó cũng về. Rồi, kéo nhân. Ai con này luôn. Xong rồi chút xíu đổ thừa là phải kéo dị nhân cho nên là không có đánh được nhiều bạn. BT chỉ được 12 người thôi mà kéo dị nhân hết rồi. Ê, quả thật rồi. Bây giờ rồi. Bây giờ bên mình ấy, Văn ấy, bây giờ em đánh sao em tổng đạo khí thật hay vào bây giờ bên nó chịu cứng luôn. Bỏ tay luôn đi. Chỉ cần là Văn với ai không, thằng gấu. Chỉ cần thằng Văn. Văn chỉ cần thằng Văn mà đánh được lúc này đúng với anh PK lúc nãy là để. Ôi, hết nhạc con về mà chưa hết nhạc con về luôn rồi kìa. Văn đánh đạo trí, luyện đánh đạo trí hay tí lên nữa thì mình, rồi. Mình nó chịu cứng luôn. Ác của Văn cực khỏe. Tôi lạc thổ yêu thương chạy lên đây, hai con dập xì đây nằm tại chỗ rồi. Nó ôm như đỏ âu như thế này thì chạy đâu được. Tắt BK về hết hết phim. Ngọc hèn, ngọc hèn. Thịt luôn. Bắt cung hoàng hồng lại đấy với anh, đúng rồi. Hai kiếm mẹ, khổ. Anh hai kiếm mẹ. Khổ. Nó phụ. Ai phụ? Vậy mà cái lại của hai kiếm này là không bao giờ nó sót nổi. Đó là giờ. Cái đó là kiếm gì? Dạ nó còn á, nó còn lắc anh. Anh nghe anh thân phụ chạy vào đám của bãi rồi. Anh kiếm rồi xong. Chạy vào đám của bãi luôn. Đấy là đánh sống. Đấy là đánh xe. Anh đây là đánh tấn công vật lý, đánh hai kiếm. Ừ. Vậy cho nó hơn, nó dân giả anh. Hai phu về làm chó, ôi giời. Nó là chó nãy rồi. Cho bài cho lũ à. Ừ, nó cho bài cho lũ. Không, cũng nhận ra thằng Văn nó khỏe kìa. Ấy em thấy không, nó đứng với ông bãi đóng kìa. Nó khỏe thật. Nó hóa nhiều mà. Ừ. Nằm tại nằm tại chân. Nó gà kìa, đặt lấy thương cái đại gà đấy. Cái đó, ôm được hết. Nó vào cho mình, xử lý được hết. Nói chung, một thằng đó cũng làm đến mùa xuân như thế đấy. Rồi thằng nó chui vô trong kẹt đấy còn chết nữa rồi. Ngoài ra phải gì rồi, nằm xuống ra mình xuống. Vô trong đấy thì sĩ đừng có bỏ đi. Đường đường anh vẫn đang đứng đó. Anh vẫn đang đứng đó. Em yên tâm anh vẫn đang đứng đó với Bắc Cung. Không phải lo. Nói chung mà không bên bên kia BK kiểu gì mà không có ai đuổi anh Vinh này hỏng rồi. Để anh xả chua lên đây đi đâu mà đuổi. Đuổi được đâu lại không thả anh cục chạy ngược. Lấy cho quốc đúng rồi, đừng thắt vào bắt đây. Hay là bắt đây. Đúng rồi, đứng phía sau anh bái á. Thả vô. Sướng. Đứng đứng phía sau anh bái á, thả vô. Đúng lúc tỏa, lúc mới tỏa, lúc mới tỏa lắm được. Được mua ôm tư thân em. Đây đây. Giấc quốc đứng đó luôn, đứng rồi. Bác ba, bố đánh nhau mình đứng đây. Bố đánh nhau mình đứng đây. Đấy, bố đánh nhau mình đứng đây. Dĩ nhiên, xin nhân vào bút 90, xin nhân vào bút 90. Không, không cần đâu, không cần đâu. Ở bóp, chỉ cần bút máu được rồi. Nó sống được đâu mà. Thử, thắng nó được. Máu bóp cái cường công chú 14 là lụm. Khi thằng nó phù đem rồi. Úi giời ơi, cứ đứng lên mà chết rồi, chết rồi. Đúng rồi, chuyện kèn quá, hay quá, hay quá, hay quá. Có đau thì, có đau thì đúng rồi, quang thiết để rồi. Đây, có đau thì xuống. Để xuống đây rồi đó nha, chú ý nha. Trung tâm ở đây nè, trung tâm ở cái chỗ bên nè. Tất cả quỳ xuống. Ô lao. Quảng lộng lao. Mang đồ. Ui khét rồi này. Khét đồ rồi này. Tạm cái thủ thắng chỉ cách đi đám. Ghê hết. người yêu Vân nè. Người yêu Vân đây. Ôi. Chú đâu chưa đừng tháo tất cả. Chú đừng có đổ cho thằng hết nữa. Đừng bịp nữa. Anh thấy. Sao cái hạt có kẹt kẹt đó là sao ông Hậu cầm. Anh Hậu cầm mặt phải không? Đúng rồi. Anh Hậu cầm mặt á. Không gì. Rõ à. Cái gì mày cái bịp anh em mày cần bịp em mà cầm mát nói thật anh em cầm mát em bãi hôm nay đúng phải hậu là đứng sau trên dây hết đấy bãi hôm nay anh Linh này anh tắt bỏ cái tên chát giao bản địa đi anh có chát đó anh mở cái kia lên nhìn nó viết kìa đã lắm đấy đấy anh vẫn đang mờ coi nó kẹt quá anh em còn diện cái kia thì hỏng ngò cái bạn ấy hả bạn nhắn người sao à đánh nó thôi lên đi nè em cũng đủ rồi anh nó đứng đấy em còn đứng đây em còn đứng đây em còn đứng đây
em cứ ráng phục sinh đi.